Tôi đang đứng ở chợ cá mới Mó Cày Nam. Này mấy cô đi tiếp thị bạn ơi. Tôi tiếp thị tiếp thị gì nói nè. Ê, bà bán chuối cực khổ các bạn ơi. Ở đây nước ngập các bạn ơi, nước ngập nè. Nước ngập nè. Ở quán cà phê Vũ đi quanh nó tính uống cà phê nữa các bạn ơi. Nè bán cực khổ các bạn ơi. Như tuổi nè, như tuổi. Anh quay phim. Ông lớn tuổi rồi bán cực khổ các bạn ơi, bán dưa cải nè, rau nè bạn ơi. Bán cái chút thiếu vậy mà chưa vợ con. Bán được cơm đủ thứ các bạn ơi. Thì cô được ngọt nè, thấy không? Khổ không? Cô bán bánh đủ thứ nè. Cây. Để bán đủ thứ các bạn ơi, quay nhanh lên nha. Quay bao ai con quay bán tập quá đồ sắt đối diện các bạn ơi. Nó cho thì đợi số 40.000. Chúng ta bán cái khổ các bạn ơi. Tiệm tập quá phong rồi bạn ơi. Nay giàu có bán đủ thứ chị chính nó đang ngồi. Đây cô bán bắp mưa gió cái khổ các bạn ơi. Nè bà bán xôi cái khổ nè. Bữa không quay phim rồi 70 mấy tuổi. Gói xôi nó thẳng nhà cá trời đang mưa các bạn ơi. Chúng ta bán cái bán bánh cam rồi đó, bán dừa đủ thứ rồi, bán dừa nướng nè, bán cực khổ không đó. Cái gì đi vô nè, như tuổi chị như tuổi à, sáu bảy về rau bà bán rồi bạn ơi, cực khổ không nè. Bài nữa nè, chị bán dừa cực khổ rồi bạn ơi đó, chúng ta sẽ bán cực khổ. Ở chợ Bắc Cài Nam gặp nhiều các bạn ơi, ở chợ Bắc Cài Nam các bạn ơi. À, chúng ta bán cái khổ chuẩn bị 3 phút đây, ba bàn cái số bánh nè, đừng mọi người kêu qua quay các bạn ơi. Đây, chúng ta bán khổ không nè, bán rau cải rồi cực khổ không, bán bắp nè, nè bán đủ thứ nè, khổ không nè. Trời đang chỉ mưa các bạn ơi, làm chôm rồi chơi bán cái cây cực khổ các bạn, cáo rẻ nè các bạn ơi, không biết bán gì nữa. Đây hàng bún nè, hàng bánh hỏi, nước ngập nè, bán rồi đó, nước cà phê rồi chạy xe đó. Tiệm cà phê Hữu Tứ Tủ mấy năm về trước các bạn ơi. Đó, giờ chủ á, quanh rồi sao á, trời nước ngập quá trời các bạn ơi. Chủ nè, chủ quán đặt tay không, vợ đặt gái nè, bán cà phê tôi uống cà phê mấy năm về trước á. Này bán rau thì khổ nè, con anh thì bán cáo các bạn ơi, bán chưa ra, nhà xe ta chở ra đủ thứ các bạn ơi, bán thì khổ, bán ốc đủ thứ rồi. Bạn số mấy tuổi? 80 tuổi. 80 tuổi. Mấy tuổi chị? 75. Sao? Bệnh gì đâu? Nhất giò. Nhất giò bị mổ cái chân kìa bác ơi. Mổ trên ruột ra bán cực khổ đó bác ơi. Bác rau cải á. Các bạn đến giúp đỡ giùm ha, bảo có tiền.